Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhé. Các bác ơi, em vừa nhận được 5 em họa mi này trong cái khoảng thời gian rất là muộn. Hôm nay là ngày 30 tháng 4, bây giờ là 23:54 thôi nhé. Sang đến ngày mùng 1 rồi anh em ạ. Thì cũng lời nói đầu tiên cũng chúc anh em mình nhà mình có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ các bác nhé. Và hôm nay nhân tiện em về được 5 chú họa mi này thì với cái giá rất là hợp lý thôi anh em nhé. Giá chỉ trên hơn 2 triệu một tí thôi anh em ạ. Có thể là từ 2 triệu 2, 2 triệu 3 đến 2 triệu rưỡi anh em nhé. Đó, thì những chú chim họa mi này chim thuần khoảng tầm 80-85% rồi, có con thuần 90% coi nhá. Đấy, thì điện đóm nó cũng khá ổn định. Tuy nhiên là cái hàng này thì anh em về anh em chăm thêm anh em nhé. Đấy, và tất cả những chú chim này hôm nay em sẽ quay đầu mặt cho anh em xem. Và tất cả chim này thì đều có clip hết rồi. Anh em mà ưng chú chim nào, anh em có thể nhắn tin qua cho em nhé. Thì em sẽ gửi cho anh em xem chú chim đó các bác nhé. Còn bây giờ em sẽ tháo từng chú chim ra một anh em ạ. Thì anh em yên tâm nhé, bây giờ nó khá là muộn rồi nên con chim nó cũng hơi hoảng một tí. Anh em cứ yên tâm một điều là em sẽ quay rất là cẩn thận và chi tiết cho cả nhà mình xem để cả nhà mình cảm nhận các bác nhá. Đây, chim rất là nhiều anh em ạ. Anh em đã giờ này chim nó đang ngủ anh em ạ, nó còn bị đánh thức đấy. Nhưng mà cũng vừa về thì biết làm sao được anh em, về giờ nào ta phải ra giờ đó thôi. Vì hôm nay 30 tháng 4 1 tháng 5 xe nó rất là đông người anh em ạ, nên là mình nó về muộn nên là không tránh được anh em ạ, không tránh được. Cái lượng người đi lại rất là nhiều anh em ạ. Nghỉ lễ thì nghỉ lễ Tết cũng là ngày độc lập các. Đây là con số mấy đây. Đây tất cả những chú chim này thì em đều đánh dấu mã số hết các nhá. Người ta đánh dấu mã số hết cho em, về anh em cứ hỏi em thôi. À đây là con số 1 luôn này anh em này. Đây là chú chim mang mã số 01 nhá cả nhà nhá. Đây. Mã số 01 đây. Em sẽ lấy cái gì em để chim nhỉ? À, các bác hãy chờ em một chút nhá, để em kiếm cái gì em để con chim vào. Không cần đâu. À được rồi, thế em thả ra lồng được các bác nhé. Thả ra lồng, đây là con 01 này. 01 cho ra lồng này. Đây. Đây là chú chim mang mã số 01 này anh em này. Anh em có thể xem luôn clip nhé các bác nhé. Xem luôn, quay luôn video này. Chim rất là khá là thuần, thuần tương đối anh em nhé. Đấy. Đó, các bác hãy xem nhé, các bác hãy xem. Em xin phép đi qua đây một tí nhé. Đấy. Đó, chim rất là tĩnh chim nha anh em nhé. Anh em yên tâm một điều đó là chim rất là tĩnh luôn anh em ạ. Và anh em cứ yên tâm thôi. Đấy, những chú chim như này thì rất là tĩnh. Và cả nhà mình cứ thế, cả nhà mình yên tâm, cả nhà mình siêu tâm thôi. Rất là ok luôn các bạn. Đó, anh em nhìn nhá. Nhìn kỹ này, quay đầu mặt rõ ràng cho anh em xem. Tối nay thì chim nó không có điện đóm gì đâu anh em ạ. Đấy. Đó. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Chim rất là tĩnh đẹp các bác nhá, con cung 1 này. Cao cầu ngũ trường các bác nhá. Em này thì lát em sẽ test độ thuần cho cả nhà xem. Cao cầu. Con này rất là cao cầu nhá. Em zoom sát vào cái đầu mặt của nó này cho các bác xem cái mắt của nó là mắt gì nhá. Đó. Đây. Mắt con này mắt xanh này cả nhà. Mắt xanh. Buổi tối nên hơi khó lấy nét các bạn ạ. Cái này thiếu sáng. Nó bị thiếu sáng anh em nhé. À. Rất là đẹp các bác nhé, em này rất là đẹp luôn. À. Này thì nó thật sự anh em là đấy, đói ăn luôn các bác này. Đó, đây là em họa mi mã số 01 nhé cả nhà nhé. Bây giờ thì em sẽ lại gần nó và em xách lồng cho cả nhà xem để cả nhà cảm nhận cái độ thuần của nó như nào nhé các bác nhé. Đây, cũng thuần tương đối rồi đúng không cả nhà? Đây, ok chưa? Đây, nhìn anh không? Đấy, các bác thấy không? Đó, nói chung là chim này thì anh em cứ nuôi nhẹ nhàng nó là ok thôi cả nhà. Đây là nó bị hoảng buổi tối nha anh em ấy. Em bịt bớt cái vải vào này. Bịt bớt cái vải, anh em xách chim thì anh em xách như này thôi. Nó như này ok thôi. Đấy. Đứng luôn anh em ạ. Đứng luôn. Đấy, cả nhà thấy không? Đây là em mã số 01 nhé cả nhà nhé. Em sẽ úp cái vải này vào để cho chim nó ăn uống nghỉ ngơi các bác nhé. Đấy, đây là em 01 này. Và tiếp tục là em 02 đi các bác nhỉ. Cả nhà sẽ ra em 02 nhé cả nhà nhé. 02 này con này sao ấy. À đúng rồi, 02 đây cả nhà ơi. Em ra em 02 tiếp nhé. Đây này cả nhà nhìn này, đi xe nó hôm nay 30 tháng 4 1 tháng 5 ấy. Hôm nay còn không gửi được chim anh em ạ, gửi mãi đi Hà Nội mới được 1 2 con, bởi xe nó đông không nhận. Đây là 02 này cả nhà. Ra lồng nhá. Ui giời, em 02 này bản đuôi to lắm. Bản đuôi to anh em nhé. Con này cũng thuần này. Đây quay độ thuần cho cả nhà xem luôn. Đây.
đây, cái này như này. Em 02. Đây em 02 độ thuần này cả nhà này. Đây 02 độ thuần này, ok chưa? Cả nhà thấy như này là thuần đúng không ạ? Được chưa? Đây rất là thuần nhé cả nhà nhé. Bây giờ xin mời cả nhà ngắm đầu mặt của nó nhé. Chim này thì thực ra nó thật với anh em là em bán giá rất là hợp lý cho cả nhà về cả nhà chăm sóc thêm nhé cả nhà nhá. Đây là được cái mắt của nó này anh em này. Đấy, cái mắt của nó này. Đó, cả nhà thấy ok chưa? Màu lông đẹp. Đấy, màu lông đẹp cả nhà nhá. Bóng bộ rất là ok luôn. Đây cho anh em xem cái mắt của nó nhá. Cái mắt của nó này. Đây đầu mặt nó đây anh em. Lấy hết mà đây. Ok chưa? Cả nhà nét chưa? Đó, cái chân này anh em này. Quay anh em xem cái chân này. Con này tĩnh chim thật. Số 2. Đẹp chưa? Các bác nhìn đẹp chưa? Khá là thuần. Con chim khá là ok anh em nhé. Thuần anh em. Đó, xin mời các bác ngắm nhé. Em đã lấy được độ nét của nó rồi. Ấy. Có clip riêng anh em nhá. Nó vừa ra khỏi học anh em ạ. Thái độ có điện hết chứ. Đói quá anh em ạ. Đấy, cả nhà cứ xem con 02 nhé cả nhà nhé. Điện thoại cái 02 rất là ok luôn đấy anh em ạ. Thật sự với anh em là vậy. 02 ok anh em ơi. Khả năng này em sẽ tiếp tục ra nhé các bác nhé. Như này thì cả nhà xem nó kỹ càng rồi đúng không? Đấy, em sẽ ra em 02 nhé các bác nhé. Và bây giờ sẽ tiếp tục là em 03 này cả nhà ơi. Đây 02 đây cả nhà ơi. Em cất đi nhá. Và tiếp tục là em mã số 03. 03 là con nào đấy ta? Đây 03 đi rồi. Em nhìn thấy 03 rồi cả nhà. Đây 03. 03 đây nhá. Anh em cứ yên tâm nhá. Ngày mai thì chim nó sẽ tĩnh mà nó sẽ hót tốt thôi anh em ạ, không có gì khó khăn cả. Chim nó mới về, đặc biệt là nửa đêm này, con chim nó cũng nhiều, nó đang ngủ ấy, trong học nó cũng ngủ mà cả nhà. Đây, em này em mã số 03 đây cả nhà ơi. Đây, cả nhà xem độ thuần của nó này. Đây, các bác xem độ thuần của nó này. Cái lồng đều quá, không có tiền mua lồng nữa rồi. Này các bác nhìn này, độ thuần này, thuần này ok đúng không? Đấy, bây giờ sẽ quay đầu mặt cho cả nhà xem nhá. Chim này có điện hết nhá anh em nhá, không phải không có điện đâu nhá. Chim này có lửa hết đấy, chẳng qua về tối quá thôi anh em ơi. Đó. Xin mời các bác xem độ thuần của 03 nhá. Con chim rất là ok luôn. Đấy. Còn thái độ búng búng cánh luôn này anh em này.
con này kích còn hot luôn đấy cả nhà. Thái độ nó tốt anh em ạ. Hot luôn anh em ơi. Hot luôn này anh em này. Cái video nó dài quá anh em, nên là mất thời gian của anh em ấy, nên là em sẽ quay tiếp tục sang em mã số 04 nhé cả nhà nhá. Nó mất thời gian của anh em thôi, chứ còn con này nó thật sự với anh em nó không vướng con rán hôm nay thì nó hot tốt đấy anh em ạ. Đây cất con 03 đi, 03 này rất là tố chất luôn anh em ơi. Rồi bây giờ đến em số 04 nhé cả nhà nhá. 04 luôn nhỉ, 04 là con này đi. À đây là 04 nhá, em nhìn thấy rồi. Khủng 4 này. Ui xa. Anh em mình cái học 04 này bẩn choe choét này anh em ơi. Bẩn choe choét này, 04 này. Bẩn lắm anh em ạ. Đây, 04 này. Đây, độ thuần anh em nhé. Rất là thuần anh em ơi. Đó. Đây. Không biết về các bác như nào nhưng nhà em rất là thuần quá ạ. Cả nhà xem nhé. Nói chung là em cứ phủ bớt nó vào một tí. Đấy. Xin mời anh em xem nhé.
Quay nhìn đi. Đấy, mời anh em xem 04 này. 04 là một em họa mi cũng rất là ok các nhé. Cái loại chim này thì phải tắm rửa và cho nó đẹp lên anh em ạ. Chứ nói thật với anh em là nó chưa tắm rửa. Đây 04 đây. Không 04 nhé. Chi này về nó cũng hên xui lắm nhỉ. Chú hot luôn đấy anh em. Đấy, 04 hot luôn anh em nhé. Xùy tiếng mái là hot luôn đấy anh em ơi. Đấu với lại mấy con chim kia đang ra học kìa anh em kìa. Nó hot kìa. Đấy các bác nhá, clip này đây là em hoa 04 anh em ạ. Đây 04 thì độ thuần rất là ok và đã mở mỏ anh em nhá. Đó, đây còn đến lượt em 05 đi. 05 thì nói thật sự với anh em, nó là một em xòe VIP nhưng nó bị mất một cái móng anh em nhá. Mất một cái móng thì em mang về em thanh lý cho anh em. Chú chim này rất là xòe VIP anh em nhá, có clip xòe cực VIP luôn và hot cũng rất là tốt. Con này thì chủ chim mà sách lồng vẫn hot, còn mình thì chưa biết là như nào. Nhưng mà cái mối này là mối rất là quan trọng. Và cái mối này là mối em bắt rất là nhiều rồi anh em ạ. Nên là anh em yên tâm đi, nó rất là chuẩn chỉ. Anh em trên bản báo họ báo không sai bao giờ đâu. Gần như là không sai bao giờ. Tỷ lệ sai thì nhiều khi nó cũng có, nhưng mà ít lắm rồi ạ, ít. Ngày mai hy vọng nó mát rời rồi, em sẽ đăng clip này lên. Sáng mai nhé, anh em nào thích con nào thì anh em ủng hộ em nhé. Ôi nhầm mất đầu rồi nhỉ, nhầm mất đầu. Đây, con. Đó, ok chưa? Sang lồng đi. Đuôi to thật. À đâu, con này không phải lỗi chứ, con này không phải là ấy, nó bị hơi ngứa, đúng rồi. Đây, từ từ chờ tí nhá. Bắt nhiều quá anh em ạ, không nhớ. Đây, nhưng mà đuôi xòe rất là đẹp anh em nhé. Điện nó khá là ok anh em ạ. Thế em sao này? Có clip hết mà em. Đấy, có điện luôn anh em ơi. Em quên quay cái đầu cửa kia ra đây. Đây anh em có thể thấy là con chim nó hot luôn anh em này. Đấy. Con này rất là tố chất luôn anh em nhé. Tiếc một cái là bị ngửa thôi. Anh em nào mà thích thì có thể là nhắn tin qua đi, em sẽ gửi clip cho anh em xem. Con chim nó thật sự với anh em nó quá tố chất luôn anh em ạ. Ở đầu mặt nó đây anh em nhé. Đấu lại với chim nhà luôn. Con này chơi cánh đẹp nhá, đuôi xòe to anh em nhé. Chân đây anh em ơi. Chân ở đây các bác nhé. Chân nó vướng cái đuôi này. Đấy, anh em nào bổ kết em này thì alo cho em nhé. Đấy, còn bây giờ thì em xin phép là dừng video đây. Đấy, xin chào tất cả anh em nhé. Nó quá muộn rồi. Chúng ta clip được khoảng hơn chục phút rồi anh em nhé. 20 phút rồi. Con này đấu với chim nhà luôn anh em ạ. Thank you.
muộn anh em ạ. Rất là ok anh em nhá. Rồi, xin chào tất cả anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em những video sau. Khi nó rỉa lông nó không hot đâu anh em ạ. Vì là nó cần làm lông cho nó đẹp. Ngày mai tắm rửa thì mới quay clip bọn này anh em ạ. Bye bye tất cả anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em những clip sau. Xin chào tất cả mọi người nhá.